các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh YouTube của CT Vlog. Thì hôm nay mình muốn mua cái máy tiệt trùng, thì mình muốn review cho các bạn xem cái máy tiệt trùng mùa Covid. Thì cái máy này mua Shopee tại vì nhà có con trẻ các bạn, thì nên mua cái máy này để tiệt trùng cho nó những cái đồ ăn thức uống. Còn cái máy này nó rất tiện lợi các bạn nhé. Nó một là những cái bình sữa hoặc là những cái đồ ăn của khi mình rửa xong rồi bắt đầu mình sẽ để vào đây. Thì bây giờ mình đi mở máy cho các bạn xem nha. Cái này nó tiệt trùng bằng UV các bạn nhé. Nó đang vào cái thời điểm khuyến mãi nên nó vào mua nó khoảng vào 90 triệu các bạn nhé. Thì đây cái này nó là cái sổ bảo hành các bạn nhé. Này nó có sổ bảo hành. Đây là sổ bảo hành. Và cái sổ này là hướng dẫn luôn các bạn. Vừa là bảo hành vừa là hướng dẫn luôn. Đó là cái quyển sổ hướng dẫn các bạn nha. Rồi, cái này ra bên đây. Bây giờ mình về cái máy này xem nha. Đây. Đó. Cái này nó sẽ đem ra cắm điện các bạn nha. Cắm điện xong để mình sẽ cái đảm nha. Rồi bây giờ mang ra đây. Ra đây mình cắm điện các bạn ơi. Cái này thì thường thường các bạn hay để bên cạnh những chỗ gọi là cái chỗ bếp ăn nha các bạn nhé. Đấy, cái bếp ăn. Còn đây là mình test thử, mình review cho các bạn xem. Đấy, mình cắm điện này các bạn nha. Và nói trong đây nó có 1 ngăn, 2 ngăn. Thì cái máy này nó hay lắm các bạn. Cái này là cái nút bật điện đấy các bạn. Cái máy tiệt trùng này là nó đôi khi các bạn tiệt trùng được cả như những cái điện thoại của mình nhé. Mình sử dụng điện thoại xong mình bỏ nó vào đây, hoặc là những cái đồ ăn thức uống, mấy cái đồ chén bát đĩa, những cái đồ dùng của em bé hoặc là những đồ dùng của gia đình thì mình bỏ vào trong cái này, xong mình đẩy lên. Tất cả trong đây thì nó có cái hướng dẫn trong cái quyển sổ đấy các bạn nhé. Đây là tự động, đây là nhận giờ. Đây UV đây, cái này là lúc này là đang bấm trong cái nấc này là đang bấm cái nấc cái này là cái nấc tiệt trùng này các bạn này. Nó đang bấm trong tiệt trùng thì cái đồng hồ nó sẽ hiện lên như thế này các bạn nhé. Còn cái này là đang quạt, đang sấy khô các bạn nhé. Cái này nó đang sấy khô, tức là những cái bình sữa của em bé, những cái đồ ăn muỗng, chén, rồi bình sữa các bạn rửa xong các bạn bỏ ở đây các bạn sấy khô, thì nó có bấm lên cái nút sấy khô. Sấy khô xong rồi các bạn bấm ngày này hẹn giờ 50 đang tự động. Đây cái nút này nó là cái nút tiệt trùng này các bạn này. Bạn bấm cái nút này này. Bạn để trong khoảng độ 10 giây. Rửa xong các bạn sấy khô xong các bạn bấm sang cái nút tiệt trùng này các bạn nhé. Nó có
có 3 ngăn, các bạn để rất là nhiều dụng cụ, kể cả như điện thoại, đồng hồ, hay là những cái khăn khố của mình, khăn mặt, khăn miếc đấy các bạn. Cho khô này là các bạn cho vào đây các bạn tiệt trùng được. Tại nó đang vào mùa dịch, mùa Covid này, thì nhà nào có em bé thì lên sử dụng cái máy này thì nó bảo đảm hơn. Thì chắc mình cũng review với các bạn là cái máy tiệt trùng như vậy rồi, thì chắc mình cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của CT Vlog. Thì nếu bạn nào cảm thấy hay thì nhớ cho mình một like, một share, một comment và giới thiệu cho bạn bè cùng biết, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho CT Vlog các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.